vậy. Bây giờ mẹ mình sẽ chờ mình đi ra, mình sẽ xong rồi mình sẽ về quê. Ok, khi nào mình về tới quê rồi mình sẽ không nói giọng giò nữa, mình sẽ nói bằng giọng bình thường. Còn bây giờ mình đi đây. Ê, cảm giác đó là mình cứ tưởng mình là ngày 31 tháng 11. I'm home. Wow, hi. Mình đã tới rồi. Lần cuối cùng mình ở đây là hồi Tết rồi. Là lâu rồi đó. Mọi thứ vẫn vậy thôi. Ê, cảm giác đó là mình đẹp quá. Mình cũng đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ nằm nghỉ trưa. Hồi nãy mình có mở một cái ask trên Instagram. Thì bây giờ mình sẽ làm hai thứ. Đầu tiên là mình sẽ edit, mình sẽ download cái video từ trên drive xuống máy tính. Xong rồi cái thứ hai mình sẽ nằm mình trả lời ask trên Instagram. Mình nghỉ trưa xong rồi chiều này mình sẽ bắt đầu làm gì làm. Bữa mình còn định là mình sẽ cắt tóc á, ý là mình cho một phút nào đó thôi. Chắc đó sẽ là một cái quyết định vô cùng sai lầm. May quá mình đã không làm như thế. Là mình có podcast nên mình sẽ không quay video được đâu. Để khởi đầu cho cái sự học tập của mình sẽ lên plan cho tất cả các môn. 5 phút giải lao trong vô Modoro mình làm cái gì? Đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ăn cơm vì mình quá là đói bụng. Trong bếp có món hủ tiếu, hồi trưa lúc mà mình tới thì mình cũng đã ăn một lần rồi. Nhưng mà sau khi làm xong nhiều cái xong mình đói, mình xong rồi mình lại ăn cái nữa. Từ đây tới tối mình sẽ edit video. Chắc mình sẽ phải học xong rồi mới edit video. Hủ tiếu. Khung cảnh hoàng hôn ở miền Tây sẽ trông thế nào? Trong mấy tháng gần đây thì chỗ nhà của mình có kinh doanh một quán tạp hóa, bán rất là nhiều thứ luôn. Và mình đang đi ra trong quán phụ trong một chút xíu thời gian. Rồi sau đó mình lại tiếp tục quay trở về bàn để mà học bài. Đây là lần đầu tiên mình mở 4 cái tab lên vậy. Thấy nó cũng được. Mình có đem cái đèn để phục vụ cho mục đích này. Tối mình cũng có thể đọc sách ở trên giường nữa mà không phải mở đèn lớn. Trong chương trình học của mình có một môn, đó là môn giáo dục học. Nó bao gồm phần giáo dục học, lý luận dạy học và lý luận giáo dục. Và sắp tới mình có một kỳ thi cuối kỳ. Thật ra cái lúc mà mình voice cái đoạn này là mình đã thi xong rồi mọi người. Nhưng mà ok, đây là clip của một tuần trước. Và sẵn tiện nữa thì mình đang edit hai cái video cùng một lúc luôn, nên mình không biết là lúc mà các bạn thấy cái video này thì cái thời gian nó đã như thế nào rồi. Nhưng mà thôi, mình cứ coi như là mình đang kiểu nói lại về cái sự kiện đi về quê học bài của mình đi nha.
À và từ đầu mình cũng chưa nói lý do vì sao mà mình đi về quê đúng không? Wake up. Mình tính mở cái điện thoại ra mình check, hồi nãy giờ mình cũng check tin nhắn rồi, nhưng mà mình tính len xuống mình giải quyết công chuyện luôn, nhưng mà không, thời điểm nào hay là một cái thời điểm mà phải tận dụng cho mình á. Thì nó là một hôm rất là tùy hứng, bạn mình đi về quê của bạn mình, cái xong rồi mình cũng nghĩ mấy ngày tới mình cũng đâu có làm gì đâu, thôi mình cũng đi về quê luôn, xong rồi sẵn rồi mình có thể thời gian, mình có thời gian học bài, xong rồi mình cũng có thời gian ở với thiên nhiên nhiều hơn. Cho nên là đó là lý do duy nhất, đó là cái lần mà mình quyết định về quê nhanh như vậy luôn, không có một cái mục đích cụ thể nào cả. Cái chỗ ngoài này là cái chỗ mà mình rất là thích. Cái hồi mà Covid á, thì mình đi ra đây mình ngồi đọc sách mỗi buổi sáng luôn, rất là thiên nhiên. Vừa tắm xong và mình nghĩ là mình sẽ làm một việc này, đó là bắt đầu về đây mình mới bắt đầu đọc nhiều á. Buổi sáng thì mình thức dậy mình tranh thủ mình đọc sách luôn, nhưng bây giờ mình đã đọc xong sách rồi, mình mới quyết định chuyển sang đọc sách giáo khoa và học. Chứ mình chỉ đem một cuốn sách này về thôi, mình không có thêm một cuốn thứ hai nào ở đây cả. Ok, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Ê, hôm nay mình up Instagram mình mới biết hôm nay là ngày 1 tháng 12 á. Mình cứ tưởng đây là ngày 31 tháng 11. Là làm gì có. Ok, nên là đầu tháng mới rồi. Hôm nay mình sẽ làm gì đây? Yeah, because of it. Not only camera, but also to make Michael. Qua mình đã viết ra những cái mà mình sẽ phải làm trong suốt 7 cái môn học này, cho nên là mình cũng đã chia ra luôn. Mình chia ra theo từng môn A với B. A là sẽ học vào những hôm 2-6, B là 3-5-7. Hôm qua là thứ 5, mình có học những môn B rồi. Nay mình sẽ học, mình sẽ plan ra, mình sẽ note ra những môn A. Mình sẽ dựa vào những cái tiêu chí mình đã yêu cầu là mình sẽ phải làm gì trong những cái môn này. Và sau đó là viết cụ thể chi tiết ra một xíu nữa, để mà mình có thể trong lúc làm xong thì mình có thể gặp. Nay là ngày thứ 6, cho nên là sẽ học những môn A bao gồm tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp nghiên cứu khoa học và tâm lý học giáo dục, phản ứng ở bên đây, tưởng tượng Hồ Chí Minh sẽ làm những cái gì. Đấy là những cái đề mục lớn thôi nha, còn những cái nhỏ nhỏ mình sẽ viết ra nữa đó. Cho nên là đôi khi mình sẽ cảm thấy là cái việc plan ra nó hơi mất thời gian, nhưng mà không, thật ra nó chỉ mất thời gian khúc plan thôi, chứ những khúc sau nó sẽ rất là mượt mà và mình biết là mình đang làm gì hết. Cho nên là giống như trong đây mình có ghi những cái như là phải xin slide của các bạn, là mình cũng có ghi ra luôn, mình cũng có ghi ra trong đây luôn, xong rồi qua mình xin hết rồi mình gặp. Nó là một cái rất là vui vẻ. Đây là một cách thử nghiệm thôi, cho nên là để thử coi là nó như nào. Mình thấy không có lần nào mà mình học lại cách cũ á, mình toàn thử mỗi lần á, nhưng mà mình cảm giác là nó sẽ ok đó. Với mọi người nha, là nếu mà mình học theo kiểu Pomodoro thì mình sẽ không có nghe nhạc, mà mình chỉ đơn thuần là set đồng hồ thôi. Còn nếu mà mình mở Study With Me mà có Pomodoro là chổng là mình ngồi luôn, mình không có đứng lên luôn á. Cho nên là mình biết như vậy nên mình sẽ mở một cái video chỉ có nhạc thôi, sau đó là mình sẽ ngồi tới khi nào mình muốn đứng lên thôi. Phải lựa chọn và phải cảm nhận cái nào nó hợp lý hơn với mình. Mình đã làm xong cái mục này trong cái phần tư tưởng Hồ Chí Minh rồi, mình đã kiếm được bài trắc nghiệm để mà ôn thi luôn rồi, cho nên là mình đã gạch cái nốt kia đi. Bên ngoài thì mọi người đang chuẩn bị cho đám cưới ngày mốt, cho nên là nó khá là ồn ào, cho nên mình đã chui vào trong phòng. Nói chung là cái vlog này chủ yếu là sẽ là mình ngồi học bài thôi, nhưng mà học bài cho mình tâm thế rất là
nhưng mà mình bị quên công thức đạo hàm rồi á, bây giờ mình sẽ sợ nha. I didn't understand, okay? Trước đây mình toàn dùng I don't understand what you say. Nếu mà ai học được thì càng tốt, còn không thì thôi. Đối với mình thì môn lý nó dễ hơn là môn toán một xíu. Nghe một chuyện nó buồn vậy. Cuối cùng là môn hóa. Bị mất cái khóa của cơ lớp 11 á, cho nên là lần này mình coi được thầy này thầy giảng rất là kỹ. Tôi mới tắm xong nhà, tóc tôi còn hướng lên tôi để vậy đó. Đây là outfit. Và đồ ăn vẫn là thịt kho, trứng, dưa cải. Đồ ăn thì ở cái bếp này, còn cơm thì ở cái bếp trước. Bây giờ phải đi bộ ra cái bếp trước để lấy cơm nữa. Anh trên đường ra bếp trên, cái bà ngoại mình kêu là cái nồi cơm nó ở dưới mà. Ờ, hóa ra nó để trên bàn mà mình không thấy. Combo mà thịt kho trứng với lại dưa cải là 10 điểm mọi người ơi. Tối hôm nay nhóm mình trong môn nhập môn xã hội học giáo dục có họp một chút cho bài thuyết trình sắp tới. Nhưng mà sau khi họp xong thì mình đã không out Google Meet mà mình ngồi lại nói chuyện với bạn mình một chút xíu. Hello. Ờ, cậu mới cắt tóc rồi đúng không? Đẹp nha, được đó. Được nha cậu nha. Ấy, giờ tôi sẽ học tâm lý học giáo dục. Sẽ viết ra những cái từ ý chính trong cái phần nội dung đó. Mình muốn tất cả mọi kiến thức nó đều chỉ nằm trong một tờ giấy thôi, để khi mà mình nhìn vào cái tờ giấy đó thì mình có thể nhớ hết được tất cả mọi thứ á mọi người. Hôm nay con bị đây rồi thôi, mai nó đi về rồi. Rosa mà ổng lại nơi thôi, mai không gặp luôn. Rồi mốt á, gọi điện thoại đừng có bị đặt mà hả? Nhõng nhẽ á, vậy đã mất kể được nha. Coi chừng tao bị nhận được cái trời. Tối hôm nay thì mẹ mình với lại hai đứa em của mình cũng sẽ đi về quê luôn. Cho nên bây giờ mình với cậu mình đang đi qua đò để mà đón ba người đó. Okay, this is my little sister. She hơi xì xì một xíu. Okay, so this is my mother. She say hi with us. Hi, bây giờ mình đang mua trà sữa. Sau 2 ngày ở đây thì giờ mình mới đi ra đường. Hả? Theo gì á? Mua 3 ly đưa cho 6 ly luôn. Biết gì không, mình quên dặn là trà sữa trong trâu không thôi. Có thành một đó. Vậy là 2 ngày ở quê của mình đã tới đây cũng coi như là kết thúc. Sáng hôm nay mình phải đi về sớm để mà trưa hôm nay mình còn đi học tâm lý học giáo dục vào lúc 1 giờ nữa. Hồi tối qua thì mình đi rước mẹ mình, còn bây giờ thì mẹ mình chở mình đi ra bến xe.
lên tới trên xe rồi thì mấy bạn trong group lớp của mình mới nhắn là hôm nay sẽ kiểm tra môn không với học giáo dục. Nhưng mà thật ra là lúc sau là thầy đã dời lại cho tụi mình rồi, dời lại tuần sau nữa, cho nên là không có phải thi liền. Cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Chúc mọi người học thật là vui và sống thật là vui, thi cử thật là tốt nha.